cung cấp ra những cái sản phẩm là xung quanh những cái khu vực mà mật độ dân cư cao, có nhu cầu thiết thực về nhà ở tách hộ, và những cái sản phẩm đó là lắp ghép thực vào, đem đến cái sự hạnh phúc và cái nơi an cư cho khách hàng. Đó là theo cái quan niệm đó. Đó. Thế đó là một cái, cũng là một cái phương châm, cái tôn chỉ, tức là khách hàng phát triển thì doanh nghiệp phát triển. Nó có phần hơi tương đồng, theo ý anh thì nó có đúng như thế không? Tức là khách hàng ngày càng, cả cuộc đời này chúng ta chỉ đi tìm kiếm một từ, đó là hạnh phúc. Thì khách hàng hạnh phúc thì bản thân doanh nghiệp cũng nhờ đó mà phải là gọi là phát triển hơn. Thì đó cũng là một cái mà rất là... trải qua một cái chặng đường cũng tương đối hoạt động trong cái lĩnh vực bất động sản ấy, thì bản thân mình có nhận thấy một điều rằng ấy, là thị trường bất động sản bây giờ là đang hoàn toàn cung lệch cầu. Tức là sao? Những cái khách hàng mà có cái nhu cầu thực sự về an cư ấy, họ rất là muốn tìm kiếm một chỗ để an cư lạc nghiệp. Đấy, đúng theo nghĩa đó. Thì thị trường bây giờ gần như phần đa, phải đến là trên 70% là không lắp ráp được cái nhu cầu thực đó. Nó dẫn tới là rất nhiều công ty bất động sản, rất là nhiều cái dự án triển khai ra nhưng mà nó không có thực sự đáp ứng cho cái tầng lớp là nhu cầu thực. Và phần đa ở đây là cái khách hàng đầu tư có thể đầu tư lướt hoặc là trung hạn hoặc dài hạn nhé. Họ nhảy vào thị trường và nó tạo ra một cái bức tranh thị trường bây giờ là mình thấy là bản thân mình thì mình nhận thấy mình cần phải làm một cái gì đó, tức là về cái sứ mệnh mình cần phải làm gì đó để cho thị trường nó bền vững hơn và thực sự là bất động sản phải đáp ứng cho nhu cầu an cư để giúp cho là cái ngành bất động sản này nó tốt lên và cái xã hội nó phát triển theo cái hướng thực sự là bền vững, khách quan mà cũng là cái giá trị của cá nhân mình lẫn là doanh nghiệp cho cái cộng đồng này đó. Thì đó là cái suy nghĩ thôi, còn trong quá trình khi mà công ty thành lập ra như vậy thì đó cũng là cái xin gì đáp ứng trước ngay trong cái slogan của công ty á, là thành công của bạn, sứ mệnh của chúng tôi á, thì mình cũng đặt vấn đề rất là rõ mạnh về cái đó. Tức là sao? Thành công ở đây về khách hàng á, thì có thể là tập khách hàng lớn của mình nhắm tới là đối tượng có nhu cầu an cư, phải hướng tới cái sự thành công hạnh phúc của khách hàng. Và đó tâm niệm là mỗi một nhân viên, mỗi con người tại P&A Holding là họ phải có sứ mệnh làm cái việc đó xuyên suốt quá trình mình hoạt động, là mình làm cái công việc đó ngay từ ban đầu. Còn về khách hàng đầu tư thì mình muốn cung cấp những cái sản phẩm, những cái dự án đó, mà cái giá của nó là giá gốc, đem đến cái biên độ, cái biên lợi nhuận nó tốt. Ở đây tốt theo nghĩa là thực tế, tức là phương pháp mình sẽ đi xoáy sâu vào là mình định giá, tức là cái giá cung cấp ra là ngay từ đầu là từ cái căn cứ vào cái hiệu quả đầu tư, tức là về thẩm định giá ngay từ cái giá thành ban đầu và mình chỉ cân đối một cái tỷ lệ lợi nhuận vừa phải, chứ mình không theo kiểu định giá bán ra là giá chồng giá như trên thị trường nó cũng hát ra thấy trực tiếp thích cái đó. Thì cái công ty P&A Holding ấy, thành lập ra là chủ yếu nhằm vào mấy cái suy nghĩ đó. Mình lấy cái đó làm động lực để mình xây dựng. Ở trong quá trình làm việc xây dựng lên ấy, thì một cái xuất phát điểm ban đầu, tuy cơ sở vật chất chưa quá lớn, mới khởi điểm thôi, nhưng mà mình muốn đem những cái kinh nghiệm hơn hài lòng. Nói vui với các bạn ở đây ấy, là setup ban đầu thôi, nhưng mà chi nhánh setup với cái quy mô trên 100 nhân sự là cái cơ sở đầu tiên tại văn phòng đây. Mình đã phải chi phí gần như là hơn gấp rưỡi những cái doanh nghiệp bình thường, từ cái cơ sở vật chất cho đến là cái chất lượng dịch vụ đó. Ngay khi tuyển vào thì mình có cái cà phê rất là khác so với cái mặt bằng chung của các cái doanh nghiệp bất động sản nhỏ. Như bây giờ mục đích là mình đem tới cái sự chuyên nghiệp và mình định hướng dần một cái phong cách mới, một cái phong cách năng động hiện đại đó. Và dần dần nữa là mình muốn là đi sâu vào cái cung cấp những cái giá trị tốt hơn cho khách hàng. Sơ dân của doanh nghiệp là sứ mệnh của doanh nghiệp là thành công của bạn, thành công của nhà đầu tư hoặc thành công của những khách hàng của doanh nghiệp mình. Thì tôi muốn anh chia sẻ sâu hơn vào cái góc
liên quan đến cái slogan này, tức là mình hướng sâu vào cái việc tức là làm giống như là tôi có một số bạn cũng khởi nghiệp và làm doanh nghiệp có một cái slogan tức là tôi sẽ làm cho mọi người gọi là kiếm được tiền nhờ hạnh phúc vào cái câu chuyện đó, thì ở đây thì hướng sâu vào cái câu chuyện thành công của mỗi người, thì ở đây nếu như mà ở cái khía cạnh là chỉ là đối tượng khách hàng có hai phân khúc, đó là cái phân khúc mà nhà thực sự có nhu cầu thực tế thì nó có thiên vào cái câu chuyện tức là an cư, thì ở cái chỗ này thì thành công là thành công như thế nào, ví dụ như cái đối tượng khách hàng của các anh hướng tới một phần nào đó là ở cái góc độ tức là những nhu cầu thực, ví dụ như ở cái độ tuổi mà đang có nhu cầu căn hộ, đang có nhu cầu nhà ở, thì cái thành công ở đó nó không còn đóng vai trò chỉ là vấn đề gọi là lợi nhuận hay là vấn đề là tiền bạc nữa, mà nó thành công là có phải theo ý các anh và cái tôn chỉ của doanh nghiệp các anh, tức là đem tới cái sự hạnh phúc hay là đem tới cái một cái gia đình, cái mái ấm hay như thế nào, anh có thể làm rõ hơn chứ? Mình xin nhắc lại cái slogan của doanh nghiệp. Cái này là theo cái quan điểm riêng, cái cách nhìn nhận riêng của PR Holding. Tức là thành công của bạn, sứ mệnh chúng tôi. Đó. Thành công mà theo cái nhìn nhận của PR, tức là khách hàng, đối tác. Tức là bạn ở đây trong cái slogan đó, theo ba cái đối tượng mà PR nhắm tới. Thứ nhất là khách hàng. Thứ hai là bạn bè, đối tác, và thứ ba là những người cổ phần hóa đầu tư cùng với VNA. Mình phân biệt rõ như vậy, những người đầu tư cổ phần hóa là nội bộ rồi, có thể là nhân viên của VNA cùng cổ phần hóa vào để xây dựng nên doanh nghiệp, có thể là những nhà đầu tư cá nhân hoặc là những quỹ đầu tư cổ đông, cổ đông đại loại là như vậy. Còn khách hàng ngoài kia thì là những khách hàng có nhu cầu an cư, khách hàng có nhu cầu đầu tư là khách hàng, đúng không ạ? Và đối tác ở đây là những cái đối tác á, là ngoài hai cái đối tượng kia còn có những đối tác khác, thì PNA nhắm tới cái sự thành công mà chung quy lại á, là từ cái cảm giác hạnh phúc đối với khách hàng á, thì tài chính tức là nhu cầu an cư đó có thể gia tăng lợi nhuận là một phần để đem đến hạnh phúc, mà hạnh phúc theo quan niệm đó của PNA là bền vững, có nghĩa là cái biên lợi nhuận á, là nó mang cái tố bền vững, tức là từ góc nhìn đầu tư là một quá trình lợi nhuận có thể không gọi là bứt phá nóng, PNA không nhắm tới là cái sự đó, mà lợi nhuận đây là yếu tố bền vững từ góc nhìn dài hạn của nhà đầu tư và đi theo cái hướng phát triển khách quan của thị trường, của xã hội, của kinh tế. Còn đối với khách hàng có nhu cầu thực là chắc chắn sản phẩm mình cung ứng ra là những cái bất động sản phục vụ thiết thực về an cư, đó có thể là chung cư, đó cũng có thể là những cái dự án đất nền. Tuy nhiên nó không phải là những cái vùng mà chưa có những cái nhu cầu gọi là hiện hữu, cái nhu cầu gần đây, gần nhất để mà phục vụ an cư. Chỉ đơn giản là đất nền cao. Đúng rồi. Mình cung cấp ra những cái sản phẩm là xung quanh những cái khu vực mà mật độ dân cư cao, có nhu cầu thiết thực về nhà ở tách hộ. Và những cái sản phẩm đó là lắp ghép thực vào, đem đến cái sự hạnh phúc và cái nơi an cư cho khách hàng. Đó theo cái quan niệm đó. Đó. Thế đó là một cái cũng là một cái phương châm, cái tôn chỉ, tức là khách hàng phát triển thì doanh nghiệp phát triển, nó có phần hơi tương đồng theo ý anh, nó có đúng như thế không? Tức là khách hàng ngày càng cả cuộc đời này chúng ta chỉ tìm kiếm một từ, đó là hạnh phúc, thì khách hàng hạnh phúc thì bản thân doanh nghiệp cũng nhờ đó mà phải là phát triển hơn, thì đó cũng là một cái mà rất là cảm ơn anh đã chia sẻ về những cái tôn chỉ của doanh nghiệp cũng như là cái phương pháp. Nói thêm về một chút về cái câu chuyện là chúng ta phát triển đội ngũ rộng mạnh để mong sao để tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn, hay là chúng ta có khuynh hướng là sự nhu cầu phát triển nhiều hơn nữa hay không, số lượng nhân viên, số lượng những người trong doanh nghiệp càng ngày càng rộng hơn hay không? Đúng rồi, cái này thì rõ ràng là khi mà mình muốn cung cấp nhiều cái giá trị hơn cho khách hàng thì mình phải mở rộng quy mô, đó là cái tất yếu. Thì cái rõ sản phẩm của mình nhé, tức là cái số lượng dự án sản phẩm của mình cung cấp ra thì cũng phải là nhiều hơn. Thì với cái tầm nhìn năm 2020 tới đây thôi, thì bắt đầu từ một cái chi nhánh ở đây là trên 100 nhân sự, thì qua năm 2020 mà trong hai quý đầu là mình phải set up là rơi vào tầm khoảng 300 đến 500 nhân sự rồi, để mà đảm bảo cái đầu ra cho cái lượng dự án mà mình đã nhắm vào form.
Thứ nữa là trong quá trình đó, hàng loạt những quá trình đào tạo, rồi làm sao để cho cái nét văn hóa nội bộ từng cái nhân viên mới, nhất là khi mình tổ chức một xây dựng mới, thì cái văn hóa nội bộ và cái tư tưởng, cái tầm nhìn cũng như là cái chung của cả một cái hệ thống nội bộ nó phải gắn kết với nhau. Thì PNA không chắc chắn là không dừng lại từ đây, nhưng mà đi để đi từng cái bước vậy là cả một quá trình. Thì PNA cũng đã có cái hoạch định từng cái bước đi một, và mình làm thì từng bước một như vậy, mình làm từ từ thì mình sẽ có những cái giải pháp thêm và mình phát triển lên. Nhưng mà cái tầm nhìn trước mắt là năm 2020 thôi, là mình sẽ phải bung ra khoảng 3 đến 5 cái chi nhánh giống thế này, rồi quy mô nhân sự nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3.